Xe con đẹp xe con bán con đưa tiền cho mẹ không? Có. Đưa hết cho mẹ luôn anh. Đưa em giữ lại vài chục thôi. Vài chục anh. Đây là hiếu thảo rồi. Thường mấy đứa chỉ biết pha tiền. Mai mấy giờ con đi gỡ? 4 giờ rưỡi. Gỡ về con lên trường đi. Sớm thế. Con nhịp dữ quá, cái đầu dưới nó chìm làm sao lưng nó vô. Lấy nó vô. Ấy trong trống chưa còn nhịp, nó biết cái đầu dưới mất làm sao nó vô. Lâu rồi nó chết điện không à? Chết điện ấy. Dưới bè bây giờ không có anh. Đây đi ra này. Bèo cái này lóng bèo cái này. Bèo cá trắng liền có đâu mà. Vào trong trống đâu bị ai chứ. Tấu ra cho nó đói ra chứ.